ngày 3 tháng 4 đến 11 tháng 4 năm 2017, trên sân số 3 Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm cùng bảng với các đội Myanmar, Singapore, Iran và Syria. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển nữ Syria vào lúc 18 giờ ngày 5 tháng 4. Sau đó, vào các ngày 7, 9 và 11 tháng 4, chúng ta sẽ lần lượt gặp các đối thủ Singapore, Iran và Myanmar cùng vào lúc 18 giờ. Tất cả các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển nữ Việt Nam cùng các chương trình đồng hành sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VFF Media và VTV6.